Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ nói về BTC, BTC và BCC Ngay bây giờ là 12h46 phút, chưa ngày 16 tháng 1 năm 2004 BTC vừa rồi là đi chỉ đi Sideway, có nghĩa là ngang ngang và ngang, khá là chán nạn Ok, thì mình nên vô Ở à, đây là mình đang nằm trong cái khung ngày Ok, thì vừa rồi là nó nằm ở trong một cái hình tam giác trúc đầu đi lên như vậy Đây là sóng số 1, đây là sóng số 2 Mình đang trải nghiệm sóng số 3 Và có thể là đã, đã Nghe đã 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 bắt đầu xuống cái sóng số 4. Ok. mà để mình nhắc lại chút xíu. Sóng số 3 đã kết thúc, nó okay. sóng số 4 là gọi là đang đang xảy ra, xảy ra. Từ 3 cho tới 4 là đang xảy ra. Nhớ cái giai đoạn từ 3 tới 4 là một giai đoạn rất là chán nản. À, mình nhắc nhở không phải là ngày 1 ngày 2. À, từ 3 tới 4 là một giai đoạn chán nản và nó tốn đâu khoảng cỡ từ 3 tới 4 tuần lận hoặc hơn. Ok. Thì trong cái giai đoạn đó thì là những cái đồng altcoin nó sẽ bay nghe altcoin rally nghe altcoin rally đây là sóng W4 có nghĩa là sóng từ 3 tới 4 nghe sóng số 4 sẽ rất là chán nản thì đây mình đang trải nghiệm cái sự chán nản của của BTC đây là cái giai đoạn mà những người nhỏ và lẻ, những người thiếu kiến thức sẽ đem BTC của mình đem đi ra bán để những con cá voi, cá heo, uh, black <laughs> black rock để nó thu gom thôi chứ không có gì hết. Từ 3 cho tới 4 như vậy nha từ 3 cho tới 4 như vậy thì nó có những cái sóng nhỏ thì mình vẽ thêm cho bạn đây là sóng A đây là sóng B và đây là sóng C ngay bây giờ sự suy nghĩ 55 là bạn có cái sóng sóng A nó xuống thêm chút xíu nữa nha xuống thêm chút xíu nữa rồi sau đó là mình có một cái sự là rebound có nghĩa là nhảy lên chút xíu tới cái vùng này nha tới cái vùng này uh, rồi sau đó là nó sẽ đánh giá xuống nữa uh, tới cái cái vùng này những con giá này vẫn là con giá quan trọng, nhớ cái con giá 34 trước đây mình đổi nó thành 349 rồi 449 ok. Thì cái vùng cái con giá con giá này là cái con giá mà gọi là phải chống được nghe phải chống được. Ok 349 gọi là 35 đi, phải chống được thì mình mới có cái sóng số 5 được diễn ra, sóng số 5 được diễn ra. Còn mà không chống được ở 34 thì mình sẽ rơi vào cái cái vùng này, nha cái vùng này nó sâu hơn. Ok. Nhưng cái trend vẫn là lên 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 Chống không được ở đây Thì mình còn thêm một cơ hội nữa để chống Ở cái con giá là 19.870 Nha, chống không được ở 34 Thì mình có thêm một cây Cái cái chơi chống nữa ở cái con giá 19 lần Nha, 19 lần xác à, suất ngay bây giờ vẫn là lên lên và lên xác suất là nó có xác suất ngay bây giờ nó có thể đáp cánh ở cái vùng này ở vùng trên 41 37 rồi sau đó là mình lên tới cái con giá gọi là con giá ngay bây giờ đã được đổi nha ngay bây giờ đã được đổi nó là 60 lần hơn chứ không phải là 50. Trước đây mình dán ở cái vùng này là 50, ok, 50. Bởi vì sao? Bởi vì vừa rồi nó lên được tới 49 rồi, ok, thì bây giờ nó sẽ có một cái sóng hồi là từ 3 tới 4 rồi sau đó lên là lên tới 60 hoặc hơn lần. Thì đó là những cái trường hợp kế tiếp, kế tiếp, kế tiếp và kế tiếp. Uh, nhảy qua cái khung giờ. Thì vừa rồi á là mình nói là nó nằm ở trong một cái bullish uh, bearish pennant là giữa hai cái vành xanh này nè đó, hơi khó coi một chút xíu đúng không đó, giữa hai cái vành xanh này thì xác suất à, mình có chỉnh sửa sóng chút xíu ok xác suất là sóng số 5 được diễn ra nghe sóng số 5 diễn ra là cái đó là cái lựa chọn số 2 trong cách đây khoảng 2 ba cái video rồi Vừa rồi nó vẫn rơi vô cái vùng này rơi vô cái vùng này 40 nghe 660 39 100 rồi sau đó là nó bay 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 lên cái cái vùng kế tiếp của nó là cái đây là những con giá đây là những con giá ok đây là những con giá ok đây là những con giá kế tiếp 42 cho tới 47.300 hoặc hơn ok hoặc hơn nhớ làm sao mình biết cái tín hiệu là nó đã bay chuẩn bị bay tới đây rồi ok thì mình đã cho bạn những cái mốc giá đây là cái mốc giá đầu tiên là 43.250 đó là cái đỉnh vừa rồi của nó nằm đây là cái vành vàng đây mình gọi là mình đổi cái màu này luôn đi ha Tại vì nó rất là khó coi nên nhiều lúc bạn có để mà cũng coi không được cũng có phí. Okay. Đây. 43.250. Đó là cái lá cờ ở à, đó là cái lấy cái gì? Mình mình đổi nó thành màu xanh tại vì nó là màu nó ở trên. Okay. Lá cờ xanh. Ok. Cắn được 43.250, cắn được 44.000, 44, 44.000 là đây. Nhà đây. Ok, đây nè. Ok là cái đỉnh vừa rồi của nó tắt đi tất cả mọi thứ để cái đỉnh trước khi nó rớt nha 44.000 cắn được hai con giá này xác suất bạn sẽ đắp cánh ở cái vùng này ok rồi sau đó là sao sau đó bạn sẽ có một cái sập nữa cũng giống như ở đây nè lên tới cái sóng b ok rồi sau đó mình có lại cái sóng c chứ không phải là không ok thì tới đó là cái cái giai đoạn là quan sát nhớ cái 47.300 này nó mình cho bạn cái target như vậy nhưng mà rõ ràng cái sóng này nó cũng vẫn có thể râu ria lên thêm nữa râu ria lên thêm nữa nha chứ không phải là không ok? râu ria lên thêm thì xác suất về đếm sóng thì nó đang vẫn nằm ở trong một cái gọi là một cái lá cờ, nó okay, cái một cái pennant. Thì xác suất có thể nghe vẫn là 55% là xuống xuống, xuống cái vùng này đã rồi nó lên nghe. Nhưng để ý, nếu nó cắn được cái con giá này là cái con giá này nè, 43.250, cắn luôn 44 thì nó là nó sẽ nó đã tới cái vùng này rồi nó sẽ tới cái vùng này. Cái vùng này sẽ rất là nhiều người bị rửa ra ngoài thị trường với những cái lệnh short, nó okay, cái lên tới 3 tỷ rưỡi, 4 tỷ, vân 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 có thể là hôm nay là hơn lên hơn nữa rồi. Ok. Mình xóa bớt đây. Uh, rõ ràng mình nói bạn để ý hai cái vành xanh này nghe ngay bây giờ nó đang nằm ở trên cái vành vành, vành trên nghe uh, mình nói là nó phá vỡ cái vành nào á cái đường chỉ nào á thì nó nói lên cái hướng nó đi hướng đó thì ngay bây giờ nó đang nằm ở trên hướng trên nghe thì ngay bây giờ mình có thể là đổi lại khoảng cỡ 55% là lên 45% là xuống ok biết là mình vẽ là vẽ cái đường chỉ đỏ này cho bạn nhưng chủ yếu là cái con giá này đi đâu nó chọn lựa lên hoặc xuống ok làm sao là mình biết là nó gọi là nó xuống nó sẽ gặp cái vùng này thì rõ ràng đây là cái chống lưng đây bạn có thể thấy tắt đi tất cả mọi thứ đây là cái chống lưng đầu tiên nếu nó xuống nó rờ được cái chống lưng đó thì là xác suất sẽ được thay đổi lại là xuống nó rờ được cái đường chỉ này ok cái đường chỉ này là cái đáy trước đó của nó thì đây mình đã dán giá sẵn cho bạn luôn rồi đây đây là một cái đường chỉ, đúng không? First Cái này gọi là có gọi, gọi là bây giờ là gọi là cái này là second signal rồi. Tại vì uh, vừa rồi nó là first là cái đầu tiên để nói lên câu chuyện xuống 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 nhưng ngày bây giờ nó đổi là second. Đây là tín hiệu đầu tiên. Ok, nằm dưới cái cái đáy vừa rồi của nó. Tín hiệu đầu tiên nó nói lên câu chuyện xuống xuống xuống. Và đây là cái tín hiệu thứ hai. Ok, thứ hai 41.730. Ok, thì nó nói là cái chọn lựa thứ hai là nó sẽ rơi vào cái vùng này. Ok là cái mấy bữa mình cho bạn cái số 2 là cái chọn lựa, đúng không? Bây giờ mình bỏ luôn cho nó dễ. Nó sẽ xuống cái vùng này trước khi nó bay lên, có nghĩa là giá nó sẽ tụt thêm chút xíu nữa trước khi sóng B xảy ra. Giá nó tụt thêm chút xíu nữa trước khi sóng B xảy ra. Hoặc bay từ đây lên sóng B luôn cũng được, có nghĩa là bay ngay bây giờ lên sóng B luôn cũng được. Có hai cái lựa chọn chỉ có hai cái lựa chọn ngay bây giờ thôi. Làm sao biết được? Để ý cái lá cờ xanh này. Ok, để ý là để ý có con giá này, để ý có con giá này. Cắn hai con giá này thì có nghĩa là xuất phát á, có nghĩa là sóng số 5 này nhỏ này không xảy ra và có nghĩa là lên 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 luôn rồi Rồi cái vùng này. Ok. Nhưng mà nếu nó cắn cái con giá này, okay 41.000, uh, 41.000, uh, 42.165. Ok. 40 uh, 41.532 thì mình biết là là gì? Ok, mình xin lỗi, đây là con giá này, 41.000. Ok. Uh, 730 và cái cuối cùng nữa là cây cây cái, cái, cái đáy trước đây của nó luôn, Cái okay, trước đây của nó luôn, bạn có thể dùng luôn. Ok. Một 2 3 cái lá cờ dẫn đường đi xuống. Còn hai cái lá cờ lẫn cùng để lên là đây. Ok. À cái đỉnh vừa rồi của nó là 42.000 à 43.000 chứ, 43.000. À 43 ngàn, 43.200 à, 43 43, mấy đó. Và đây là 44.000. Ok để nó dẫn cái đường còn con lên. Con giá là cái thứ nó xảy ra đầu tiên. Ok. Đây là cái gọi là con dùng con giá của giống như một dụng dùng dùng cụ, dụng cụ, giống như một cái nến dẫn đường mình bởi vì sao? Người, nhiều người mua thì giá sẽ đi lên nhiều người bán thì giá nó sẽ đi xuống bởi vì vậy con giá là cái sự chính xác nhất sau đó mình kèm theo những cái hình hài xác suất vân 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 ok thì nó nói lên câu chuyện cho bạn đây một lá cờ dẫn đường đi xuống hai lá cờ với con giá là 41 730 ba lá cờ đây là cái đáy vừa rồi của nó dẫn đường xuống 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 và đây là vừa rồi là ở đây là mình second thì bây giờ là mình đổi nó thành tới ok tới. ok À, về đếm sóng thì mình có thay đổi chút xíu nghe mình thay đổi chút xíu để cho nó chuẩn hơn. À, mình cứ quan tâm tới cái khúc chỗ này thì mình không có về những cái sóng lớn. Đây là Rồi. Đây là sóng một nè, màu xanh nè, xanh lớn nè. Sóng 2 nè. Đây là sóng 3 là cái đỉnh vừa rồi của nó nè, sóng 3 nè. Mình đang trải nghiệm là gì? Cái gọi là mình vừa rồi là sóng 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 4. Ok, sóng 4 là đây. Đây Sóng 4 này nếu nó sập nữa mình có thể dời nó Ok Nhưng ok nếu mình có thể dời nó Có thể là lúc mà nó sập tới cái vùng này Cái vùng giá này thì mình có thể dời nó Ok dời nó Hoặc nếu mà nó bắt đầu đi lên luôn á Thì là nếu nó bắt đầu đi lên luôn Nó cắn con giá 44 thôi Nga, 44 000 thôi Ok 44 000 ở đây okay? Thì có nghĩa là sóng 4 đã kết thúc ở đây rồi Nghe đã kết thúc ở đây rồi Có nghĩa là sóng số 5 bắt đầu Bắt đầu okay. 5, bắt đầu, 5, 5 bắt đầu và năm bắt đầu á mình đổi lại con giá này luôn. Nó không phải là 50 nữa rồi, là 6 60. Ok, 60. 60k cũng giống như giống như là cái khung khung ngày chứ không phải gì hết 60k. Ok. À, rõ ràng cái sóng này là cái sóng chính, sóng lớn nhất. Ok, sau đó là mình cộng thêm những cái sóng phụ cho bạn để đi kèm thôi, là cái sóng xanh này. Ok. Đây là dưới đây là A, đây là B này Ok, bạn có thể thấy là B và đây là sóng C là cái xuống sóng C và sóng C là nó đem mình xuống cái 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 vùng cái những con giá này những con giá này là cái vùng mà 418 tới uh, và 319 ok là là sóng C. Sóng lên thì vừa rồi mà cộng thêm là A. Đây là sóng B đúng không? Và đây là cái sóng C. Ok, để biết sóng C đang xảy ra cũng giống như sóng số 5 đang được xảy ra đúng không? Thì nó nằm trên 44.000 để nó đáp cánh ở cái vùng này. Đúng rồi Ok, sóng C này á, nó sẽ thấp hơn nha, nó sẽ tới rồi sau đó nó nó gọi là nó nó sập lại nó đi xuống nó nó không phải giống như cái sóng số 5 này có thể đem cái con giá lên tới sáu chục nha nó nó khác okay, okay. À, thì đó là vậy xác à, suất bởi vì nghe năm 50 mươi năm ngay bây giờ ok thị trường tối nay nó nó mới dao động tối nay là cái đêm dao động tối nay cũng giống như là thứ hai bởi vì hồi hôm qua là nó nghỉ 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 và cái chuyện đó mình đã lan tỏa trong bao nhiêu cái video vừa rồi Ok Thì để ý Hai cái vành Cái vành đen này Rõ ràng bạn cũng đã biết là vừa rồi nó có một sự râu ria lên tới cái con giá 43.250 Nhớ Bất cứ một sự phá vỡ nào Mình phải tính 5 tiếng hoặc hơn thì mình mới cố định Còn mà râu ria lên thôi Rồi sập lại thì không có tính nha Chứ không phải là ô Vừa rồi nó lên tới 43.250 là bạn vô hàng đã đánh lịnh lon Cái đó là cái kiến thức mình đã lan tỏa 1.000 cái video vừa rồi, rồi Ok Bạn phải đợi một thời gian vài tiếng cho đi 3, 4, 5 tiếng cho đi Rồi bạn mới xác nhận là nó đã Cái trend đã lên 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 Vừa rồi bạn có thể thấy là nó đánh vỡ cái đấy cái đỉnh vừa rồi của nó Là con giá là 43.250 Nhưng đó là cái râu Sau đó nó sập lại liền ok Không có cố định ok Bởi vì vậy không 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 Um, vẫn rõ ràng là ngay bây giờ là 50-50 Nhưng gọi là mình cái suy nghĩ của mình á Mình nghĩ là sóng số 5 vẫn được diễn ra Nha, vẫn được diễn ra rồi sau đó nó mới xuất phát lên cái vùng này ok nhưng mình có thể để ý là bạn chủ yếu là bạn để ý cái con giá 43.250 nè hoặc là cái đỉnh vừa rồi của nó nếu nó phá vỡ nghe nó phá vỡ mà và phá vỡ cố định okay, cố định thì bạn có thể vô những cái lệnh lon bắt đầu từ ở trên cái cái vùng này luôn ok cái vùng này luôn đây thì mình gọi là mình bỏ nó lên trên đây cho bạn Đó cái vùng đó đường chỉ đỏ đường chỉ đỏ ok à để ý, để ý, nếu mà nó tiếp tục ra ngoài cái đường chỉ xanh này ra ngoài ok thì đó là cái tín hiệu đầu tiên lên 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 để ý nghe để ý hai cái vành xanh này là cái tín hiệu đầu tiên nhất rồi sau đó là những cái cái lá cờ đỏ cái lá cờ xanh mình vẽ sẽ bằng sẵn rồi vân 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 tối nay nếu nó bay thì tối nay nó, nó sẽ bay nghe tối nay nó sẽ bay bởi vì thế cái thị trường cổ phiếu cổ phần những con cá voi cá heo con cá gì lớn nhất trong cái thị trường này nó đang quay lại nghe đây ngoài lại thì nếu nó bay thì nó sẽ bay cái cuối cuối tuần cuối tuần Uh, cuối của cuối, uh, cuối ngày hôm nay okay, của ngày hôm nay okay. tối nay uh, phát trực tuyến uh, mình sẽ cố gắng sắp xếp nha phát trực tuyến sẽ xảy ra đầu khoảng phát trực tuyến sẽ xảy ra đầu khoảng cỡ 7 rưỡi ngày 7 rưỡi 7 rưỡi nha 7 rưỡi, rưỡi, rưỡi cho tôi à uh khoảng 7 rưỡi cho tới 8 giờ có thể trễ hơn chút xíu thôi chứ không mình tranh thủ để anh để lúc mà thị trường nó bay bổng thì mình cũng muốn là gọi là uh, đi theo nó chứ không phải là lúc mình làm phát trực tuyến thị trường bay bổng thì không có ai muốn coi hết người ta chỉ muốn chút đơn thôi ok thì nó vậy uh, đây mình xin phép là đổi cái này lại thêm một cái màu nào mà có thể dễ coi hơn uh, màu nào dễ coi hơn ok Uh, tạm thời thì mình giữ cái màu này đi không được mình giữ luôn cái màu mình làm luôn cái lá cờ xanh đi và mình đổi cái màu này thành màu khác thế là màu đen luôn làm nhỏ lại ok lá cờ xanh lá cờ xanh đang nằm trong lá là gọi là một cái pennant pennant chứ không phải là lá cờ Nó ok là pennant ok uh, vậy thôi Nha để ý này nó có vải, có vẻ là cái đà nó đi xuống lại có thể là nó tiếp tục tiếp tục rơi, uh, rơi, rơi 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 xuống thêm xuống tìm, ok, rồi rồi xuống tìm, ok, rồi 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 xuống, ok, rồi sau đó là xuống cái vùng số 5 này luôn trước khi nó bay, nghe cẩn thận cẩn thận và vâng, cẩn thận. Vậy thôi. Xin chào mọi người. À, hôm nay mình sẽ cập nhật cho bạn những cái đồng altcoin, nghe gọi là BTC thì không bay, ngay bây giờ những những cái đồng altcoin thì thì nó đang bay, ok. Vậy thôi. chào.